những lời mẹ ru tôi bên đôi tháng năm ngày xưa đến xưa như thế đây mẹ bên tôi suy suy cảm ơn rất nhiều. Con đang thân mến, bạn theo dõi chương trình, và tôi biết rằng đã gửi tới chương trình một món quà, không chỉ là món quà âm nhạc vừa rồi mà là câu hỏi ở phần sau chắc chắn những người chơi sẽ gặp khó khăn với câu hỏi này. Đó là câu hỏi gì ạ? Đây em chuẩn bị cái này. Em nghĩ là cũng khó đó. Xin chúc các bạn chơi sẽ thành công. Xin cảm ơn.